chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần chân sạc của điện thoại HTC Desire 820. Đó là cụm cáp chân sạc của HTC Desire 820. Khi quý khách hàng gặp các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại HTC Desire 820 không sạc được, sạc chập chờn lúc nào cũng không, quý khách hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn. Chúng tôi có sẵn tất cả những linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại HTC Desire 820 nói chung và phần chân sạc của điện thoại HTC 820 nói riêng của quý khách hàng. Quý khách hàng chỉ cần gọi điện thoại đường dây nóng 024-66-75099. Kỹ thuật viên tại Di Động Cao Cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể, chi tiết nhất quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sản phẩm đang được triển khai tại Di Động Cao Cấp .vn để chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại HTC Desire 820 hàng đầu Việt Nam.